Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Alo. Ôi alo ơi. Hả? À, cái gì? Ờ, cháy đi ca rồi. Cháy à? Ờ, cháy rồi, bao nhiêu khách đặt này, quá là quá. Ờ, thôi tuần sau là restock đợt mới rồi thì cứ để cho các bạn ấy đặt hàng trước đi. Xong rồi khi nào tuần sau mình có hàng là mình chủ động liên hệ lại. Ờ, thì bảo các bạn ấy đợi khoảng, chắc là khoảng cuối tuần sau nhá. Cứ để các bạn đặt hàng trước đi. Nha, nha. Okay. Có lẽ các bạn không còn xa lạ gì với cả Apple Watch nữa. Nhưng mà hiện tại trên tay mình không phải là chiếc Apple Watch phiên bản GPS bình thường, mà nó là chiếc Apple Watch bản LTE đang được sử dụng eSIM của Viettel. Đây các bạn sẽ thấy là nó có một cái viền đỏ ở đây, còn cái bản thường nó sẽ không có. Và hiện tại ở Việt Nam thì chỉ có nhà mạng Viettel là hỗ trợ eSIM cho Apple Watch mà thôi. Vậy thì eSIM là gì? Nó là một cái loại SIM điện tử giúp cái Apple Watch của các bạn có thể hoạt động độc lập với cả iPhone. Đối với cái bản Apple Watch GPS bình thường không có eSIM thì các bạn muốn sử dụng để nghe gọi nhắn tin thì các bạn vẫn cần phải kết nối với cả iPhone, tức là các bạn vẫn cần cái iPhone này ở gần thì Apple Watch mới hoạt động được. Nhưng mà với cái Apple Watch phiên bản LTE sử dụng eSIM này thì các bạn hoàn toàn có thể vứt cái iPhone này ở nhà và chỉ cần cái đồng hồ Apple Watch này thôi, nó như một cái điện thoại thứ hai của bạn vậy. Thì đây là cái điểm cực kỳ đáng giá đối với những bạn nào hay tập gym, chạy bộ mà không muốn phải mang theo cái điện thoại của mình. Và đương nhiên các bạn có thể nghe nhạc online trực tiếp từ cái Apple Watch này mà không cần sử dụng cái iPhone. Ngày cuối đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Ok, bây giờ thì mình sẽ tắt cái iPhone này đi và sử dụng cái Apple Watch này để gọi xem là liệu nó có nhanh như là cái iPhone bình thường gọi hay không. Hey Siri, call girlfriend. Which one? Call girlfriend number one. Calling my girlfriend one, mobile. Hello? Ờ, em làm gì đấy? Ở nhà làm gì? Hả? Nằm bên à? Ờ, anh gọi, anh mới có cái Apple Watch mới, anh gọi thử xem nào mà. Test. Ôi giời ơi. Bản xịn nhá, tối nay nhá, tối nay sang cho xem nhá. Ok ok. Bye bye. Đó, như các bạn thấy thì việc sử dụng Apple Watch có eSIM này nó cũng rất là tiện. Nhiều khi các bạn quên điện thoại thì các bạn vẫn có thể nghe gọi nhắn tin bình thường. Nhưng mà lưu ý là các bạn phải dùng SIM của Viettel thì mới kích hoạt được eSIM nha. Bởi vì hiện tại chỉ có mỗi nhà mạng Viettel này là hỗ trợ sử dụng eSIM với Apple Watch mà thôi. Còn về cái sản phẩm phi cam mới của mình thì như các bạn thấy ở đầu video, sang tuần tới sẽ có một cái đợt restock và các bạn có thể đặt hàng ngay bây giờ. Tuần sau khi nào hàng về thì mình sẽ liên hệ lại ngay với các bạn. Ok, nếu thích thì các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube channel này của mình. Đừng quên ghé thăm fanpage và website của Paradox Grooming để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm tạo kiểu phù hợp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo.